XGC. Con này đã list sẵn Hobbit nha các bạn. Đầu tiên các bạn list cho phần limo, phần limform này các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Đầu tiên các bạn cầu wood, rồi các bạn vào server Hobbit nè. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để mình cập nhật những clip tiếp theo các bạn. Rồi các bạn like và tăng. Rồi các bạn tăng cái hình này nha các bạn, có chữ XCN nha các bạn. Rồi các bạn trả lời. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Chụp kỹ ta. Chết mẹ, chụp lại. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn vào nhấp vào đường link nào, các bạn join group nữa nha các bạn. Rồi các bạn điền thông tin liền, các bạn điền username theo word, các bạn vào theo word, các bạn vào theo word vào cho nó cá nhân của mình, điền username. A cộng. Win. VNNH9. Rồi các bạn gỡ cái tệp nãy lên nha các bạn. Chọn từ thiết bị nè. Tệp nè. Rất lâu quá. Rồi các bạn gỡ lên một tệp nha các bạn. Các bạn bấm nút mở nè. Rồi các bạn bấm nút tải lên nha các bạn. Rồi các bạn điền thông tin, các bạn điền cái username, các bạn join vào, các bạn điền username Telegram của mình vô các bạn. Rồi các bạn bấm ghép phơ Telegram này, các bạn điền là a cộng anh 0299 3157, có để phần link dưới mô tả nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ là xong nha các bạn. Con này nó thanh toán gì đâu trời. Thôi cái này mới cái event này các bạn. Nữa nó làm một cái video, mình làm một cái video hướng dẫn các bạn rút tiền xong các bạn. Sau khi event này kết thúc, mình sẽ có một cái video cho các bạn rút cái đồng này về. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.